Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm của nhuộm tóc. Khái niệm nhuộm tóc. Rồi, khái niệm của nhuộm tóc này. Nhuộm tóc là quá trình thay đổi màu tóc tự nhiên, thay vào đó là màu mới hay được gọi là màu nhân tạo. Khi nhuộm tóc sẽ xảy ra quá trình phản ứng oxy cũng như là quá trình biến đổi màu. Lúc này thành phần hóa học của thuốc nhuộm và oxy sẽ có tác dụng làm mở biểu bì nhằm đẩy bớt hạt sắc tố tự nhiên bên trong sợi tóc của chúng ta là melanin ra bên ngoài, đồng thời giúp màu nhân tạo có trong thuốc nhuộm đi vào bên trong sợi tóc, kết hợp với màu tự nhiên bên trong sợi tóc tạo ra thành một màu mới, màu mục tiêu. Đây được gọi là quá trình nhuộm tóc. Các bạn hiểu chưa? Đây là khái niệm khi mà chúng ta nhuộm tóc. Thì đơn giản là chúng ta đưa oxy hoặc là đưa màu nhuộm vào bên trong và làm nhạt, lôi bớt cái hạt màu của sợi tóc của chúng ta ra và đưa cái hạt màu nhân tạo vào đó thì được gọi là màu mục tiêu. Thế thôi. Các bạn cứ đơn giản hóa vấn đề như vậy, được chưa? Cứ đơn giản như vậy thôi. Ammoniac mở biểu bì, đưa oxy, đưa thuốc nhuộm vào trong, rồi có tác dụng là lôi cái hạt, bớt cái hạt màu bên trong sợi tóc của chúng ta ra, melanin ra ngoài, rồi đưa cái hạt màu mới, màu nhân tạo vào trong, trở thành một cái màu mục tiêu với khách hàng. Nó kết hợp với màu nền đó, cái nền tóc của chúng ta có độ sáng đó, với lại cái màu ẩn bên trong sợi tóc đó, thì nó sẽ ra một màu mục tiêu mới. Và từ đó thì nó sẽ như thế nào? Từ đó thì nó sẽ tạo ra một màu mục tiêu mà khách hàng ưng ý và khách hàng đã lựa chọn, được chưa? Và trong thuốc nhuộm thì có một số dưỡng chất thì nó sẽ bù lại cái lượng dưỡng chất trong tóc, làm tóc chúng ta đỡ bị khô sơ hơn, bởi vì mình sử dụng ammoniac, được chưa? Rồi ví dụ này, bằng việc dùng hỗn hợp oxy cộng thuốc nhuộm chải lên mái tóc và quá trình oxy hóa kết hợp với màu tạo ra màu mới cho mái tóc. Một mái tóc tự nhiên sau khi nhuộm chuyển đổi sang màu mới, màu nhân tạo, đó là quá trình nhuộm tóc, được chưa các bạn? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các dụng cụ để chúng ta nhuộm tóc. Dụng cụ để nhuộm. Rồi dụng cụ để nhuộm. Các dụng cụ để chúng ta sử dụng nhuộm này. Trong quá trình nhuộm tóc, để đạt được hiệu quả tốt nhất và thao tác được thuận tiện, các bạn cần phải chuẩn bị những dụng cụ như sau đây. Áo choàng để không có bị dính thuốc nhuộm cho khách hàng. Rồi khăn hóa chất, chổi nhuộm, lược nhọn, kẹp vịt, bình xịt nước, bát thuốc, găng tay, giấy nhuộm, thuốc nhuộm và oxy. Thì đó chính là những dụng cụ cần thiết trong quá trình chúng ta nhuộm tóc. Và trước khi các bạn nhuộm tóc thì các bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ tất cả những dụng cụ này, để khi chúng ta nhuộm không có bị luống cuống chạy lung tung đi tìm, được chưa các bạn? Đó. Rồi, khi mà các bạn đã có chuẩn bị đầy đủ tất cả những dụng cụ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái quy trình nhuộm tóc. Quy trình nhuộm tóc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy trình nhuộm tóc. Thì bước 1, chúng ta sẽ nhận khách, tư vấn khách hàng, kiểm tra tình trạng của tóc, được chưa? Quy trình nhuộm này. Quy trình nhuộm. Rồi bước 1. Bước 1 thì chúng ta sẽ nhận khách, tư vấn khách,
Được chưa? Bước 1 chúng ta sẽ nhận khách và tư vấn cho khách tóc, phân tích tóc cho khách hàng. Được chưa? Bước 2. Rồi, bước 2 thì chúng ta sẽ xả tóc. Xả cho sạch mấy cái keo hoặc là xả cho sạch những cái chất nhờn ở trên tóc. Nhưng mà các bạn lưu ý là mình không được cạo da đầu, được chưa? Mình chỉ xả sạch tóc thôi. Xả sạch tóc. Rồi, xả sạch tóc nó cũng có thêm một tác dụng nữa là cung cấp lại cái độ ẩm cho tóc của chúng ta, thì khi mà chúng ta nhuộm nó cũng sẽ đỡ bị khô sơ hơn. Được chưa các bạn? Thì nếu như mà trong quá trình làm khách mà đông quá thì thầy không nói, có thể bỏ qua bước này. Nhưng mà nếu mà tóc mà bị dính keo đồ này kia thì phải xả nhá. Còn nếu không dính keo thì có thể bỏ qua bước này. Nhưng mà tốt nhất là nên xả. Còn nếu như mà khách mà lai rai mình đủ làm thì mình khách họ thoải mái, đang thoải mái thời gian, mình có thể xả trước khi mình nhuộm thì nó tốt hơn. Được chưa? Cung cấp lại độ ẩm cho tóc. Rồi, tiếp tục là bước 3 thì chúng ta sẽ pha màu mục tiêu. Bước 3, pha màu. Bước 3 thì chúng ta sẽ pha màu. Rồi, bước 4 thì chúng ta sẽ choàng khăn và nhuộm. Tức là mình sẽ bảo vệ khách hàng nha, trước khi chúng ta nhuộm cho sạch sẽ. Rồi, bước 5 chúng ta sẽ chải thuốc. Chải thuốc. Bước 6. Được chưa? Bước 6 thì chúng ta sẽ xả. Bước 7 sẽ là sấy khô. Rồi, gồm có 7 bước để chúng ta thực hiện cho khách hàng. Được chưa? Các bạn lưu ý nha. Rồi, để mà nhuộm tóc cho khách hàng với một cái màu mục tiêu chính xác nhất có thể, thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mà tạo ra một màu mục tiêu. Được chưa? Rồi, hello. Yes. Vẫn còn năng lượng đúng không? Rồi, ok. Các bạn xoa tay vào nhau một chút xíu nào, để tạo năng lượng nào. Rồi, vỗ thật mạnh vào nhau và nói học là phải năng lượng. Mạnh lên, chưa mạnh này. Rồi, bây giờ là quay sang người bên cạnh, high five và nói học là phải năng lượng. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công thức màu nhuộm, được chưa? Thì cái này rất là quan trọng. Rồi, để nhuộm ra đúng màu mục tiêu, đẹp và bền màu, đòi hỏi chúng ta cần phải đưa ra một công thức nhuộm dựa vào phương pháp nhuộm khoa học ở chương trình này. Thầy sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn phương pháp tạo ra công thức màu chuẩn và chính xác nhất. Được chưa? Để viết được công thức màu nhuộm ra màu mục tiêu thì trước tiên bạn cần phải xem kỹ và nắm vững những kiến thức ở bài trước, gồm công thức màu, màu công cụ, màu mix, màu bổ trợ, màu khử, màu ẩn bên trong sợi tóc và từng cấp độ của màu để lựa chọn oxy cho phù hợp và áp dụng vào việc tư duy viết công thức màu theo công thức khoa học. Được chưa? Thì khi mà các bạn có công thức màu này thì các bạn sẽ tạo ra hàng ngàn màu khác nhau. Ok chưa? Rồi, tiếp tục.